Rồi, xin chào các bạn. Tôi đang có mặt tại khu vực đường Đỗ Văn Dạy gần với khu vực cầu Sáng. Và hôm nay là đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14 tháng 2 năm 2020. Và như các bạn thấy, có rất là nhiều cảnh sát, vừa cảnh sát giao thông, vừa cảnh sát cơ động đang tập trung ở đây. Và khu vực này là khu vực mà người ta vừa tiêu diệt Tuấn Khỉ, đối tượng bắn chết 4 người trong sòng bạc hôm sau Tết, nghĩa là cách đây khoảng nửa tháng. Và sau một thời gian cảnh sát vây chặt khu vực xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, thì cảnh sát thua dần, bởi vì người ta nhận ra là không còn Tuấn Khỉ lẩn trốn ở đó. Và bằng nhiều manh mối nghiệp vụ thì cảnh sát họ đã lần ra khu vực Tuấn Khỉ lẩn trốn, đó là khu vực xã gì tôi cũng không biết nữa, tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, và gần với khu vực cầu Sáng, nằm ở đầu đường Đỗ Văn Dạy. Không cho về luôn, không cho đi ngang qua đoạn đường này luôn. Và bây giờ ở đây thì công an người ta chắn ngang đường rồi, không có cho người dân đi qua nữa. Nó như vậy là sau khoảng nửa tháng truy tìm thì bây giờ cảnh sát đã tìm diệt được đối tượng nguy hiểm, bởi vì Tuấn Khỉ chống đối trong lúc cảnh sát bị bắt. Ngay đây là cây xăng. Chỗ này là xã Bình Mỹ, hình như khu vực cầu Sáng là xã Tân Đông Hiệp. Như vậy là ở đây nằm giáp ranh giữa hai xã với nhau. Và đã thấy có rất nhiều người dân tập trung ở đây, mặc dù bây giờ là khoảng hơn 2 giờ đêm. Cái giờ khuya phải là giờ mà người ta đang ngủ. Nhưng mà đây là một vụ án chấn động, thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Và người ta đã chắn được, không có cho xe đi qua, như các bạn thấy. Người ta bắt buộc chiếc xe tải này phải rẽ phải và không cho đi vào đoạn đường trong kia. Và như vậy là tôi vừa cập nhật thông tin mới nhất ở thời điểm hiện tại, rạng sáng ngày 14 tháng 2 năm 2020. Và tôi sẽ cập nhật thông tin tiếp theo trong những video sau. Bây giờ xin chào.